Các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn một cái sản phẩm mới dành cho chiếc điện thoại không còn mới lắm, đó là chính là Samsung Galaxy Grand Rim G530. Đây là chiếc điện thoại phải nói là khá thành công trong thời gian gần đây của Samsung ở phân khúc tầm trung, bán rất là chạy và đồ chơi di động .com cũng bán rất là nhiều phụ kiện cho em nó. Và hôm nay mình tiếp tục giới thiệu các bạn một cái sản phẩm mà chưa từng có trên cái sản phẩm này, trên chiếc máy này tại đồ chơi di động .com. Đây là một chiếc ốp lưng hoàn toàn trong suốt với cái viền vàng rất là đẹp như thế này. Và như các bạn biết là nó tương tự như cái dòng Mi Fold thì ốp cứng viền vàng hở hai đầu, còn đây là ốp dẻo viền vàng bo hết bốn cạnh luôn, rất là an toàn cho máy. Và tuy nhiên là cả những cái phần viền camera hay là đèn flash nó vẫn làm việc cho chúng ta rất là đẹp. Và đây là một cái sản phẩm đến từ Toto. Toto là một cái thương hiệu mới nổi trong những năm gần đây, rất là nhiều sản phẩm rất là đẹp. Và chiếc ốp lưng dẻo như thế này thì các bạn thấy là hoàn toàn an tâm khi chúng ta gắn chiếc máy vào. Thứ nhất là dễ gắn vào và gỡ ra, và tiếp theo là nó sẽ bảo vệ máy tốt hơn từ mặt lưng đến cả những cái cạnh xung quanh nữa. Chúng ta cầm máy nó sẽ thoải mái hơn và rớt máy thì nó cũng an tâm hơn rất là nhiều. Đồng thời là luôn giữ cho chiếc máy luôn bị được mới và không bị trầy xước. Và phía bên trong của chiếc ốp lưng này các bạn thấy là nó là những cái vân nhám như thế này, nó sẽ giúp chống hấp hơi. Khi mà có hơi ẩm hơi nước bám vào trong này nó sẽ thoát ra ngoài rất là dễ dàng và không làm nóng máy. Và đây là cái phần chân sạc ở phía dưới được chừa ra chính xác cho chiếc máy của chúng ta. Tương tự là trên này có lỗ cắm tai nghe và những cái nút bấm như là nút tăng giảm âm lượng nè, hoặc là nút nguồn nè, nó được làm nổi lên như thế này để chúng ta dễ bấm hơn. Nếu các bạn đang muốn tìm một cái chiếc ốp lưng bảo vệ tốt cho máy và đồng thời nó sẽ giúp cho chiếc máy chúng ta nhìn lạ mắt hơn cũng như là sang trọng hơn thì đây là một sản phẩm rất là phù hợp với các bạn. Sản phẩm này hiện đang được bán tại website đochoididong.com. Chúng ta có thể đặt hàng trực tuyến trên đó và hoặc là chúng ta cũng có thể đến trực tiếp tại cửa hàng để chúng ta chọn mua sản phẩm. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo của đochoididong.com.